mọi người đã quay trở lại với channel của Hacom. Mọi người ơi, mình lại đang có mặt ở Hacom Linh Đàm rồi đây ạ. Và ngày hôm nay thì đến đây thì bọn mình sẽ có một trải nghiệm lắp đặt máy cho một vị khách hàng ở đây, một vị khách hàng thực tế. Và mình khẳng định rằng chiếc máy ngày hôm nay sẽ là một trong những bộ PC có hiệu năng trên mức giá ổn dành cho các anh em game thủ tầm trung đang tìm kiếm, và nó sẽ có cả màn hình đi kèm nữa luôn nhé. Bây giờ thì hãy theo chân mình để cùng theo dõi cái quá trình này như thế nào nào. Bên cạnh Phương đây đang là tất cả những linh kiện của bộ PC ngày hôm nay. Và cả bộ PC này sẽ có mức giá là 40 triệu đồng, bao gồm cả một chiếc màn hình đã trừ đi 5 triệu rồi nhá. Đây là một chiếc màn hình AOC 24G2, một chiếc màn hình mà Hoàng recommend rất là nhiều cho mọi người trong các livestream của chúng mình đúng không? Một chiếc màn hình dành cho các anh em game thủ chơi những tựa game FPS này. Vậy thì trừ đi thì bộ PC này chỉ có mức giá 35 triệu thôi. Với 35 triệu mà các bạn đã có i5 thế hệ thứ 12 rồi, 12.600K luôn, đã có phân ra i-core, p-core này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một chiếc card màn hình 3060 Gaming X luôn nhá, một trong những chiếc card 3060 tốt nhất của MSI hiện nay với mức giá có khoảng hơn 14 triệu thôi. Và có thể nói là cái sự giảm giá của card đã giúp cho bộ PC của chúng ta rẻ đi hơn rất là nhiều, cũng như là cái hiệu năng trên mức giá cũng ổn hơn rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một chiếc mainboard cũng của MSI luôn, đó chính là MAG-B660M Mota DDR4. Và khi mà chạy DDR4 thì đương nhiên chúng ta sẽ có một kit RAM DDR4 của Corsair. Kit RAM này sẽ có 2 thanh 8GB với bớt là 3600 nhé. Và ngay bên cạnh thì chúng ta sẽ có một SSD 500GB đến từ Kingston. Và với dung lượng như thế này thì các bạn có thể lưu trữ cái Win này, rồi lưu trữ một vài những cái tựa game mà phổ thông hiện nay, ví dụ như tựa game online, rồi kể cả những tựa game triple A nữa. Và các bạn đừng lo, nếu như các bạn muốn có cái khả năng lưu trữ nhiều hơn thì chiếc mainboard này cũng hỗ trợ để mọi người có thể mở rộng thêm cái lưu lượng ổ cứng của mình. Với tất cả những linh kiện này thì chúng ta sẽ sử dụng một bộ nguồn đến từ FSP với công suất đó là 750W nhé. Và tản nhiệt của bộ PC này sẽ là tản nhiệt của Cooler Master All-in-One 240. Và tất cả những linh kiện này nó sẽ được gói gọn trong vỏ cây liên li ở phía bên trái mình đây. Còn bây giờ thì hãy đến ngay với phần lắp chiếc máy này để nhanh chóng giao cho anh khách của chúng ta ngày hôm nay nhé. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. The world is waiting up. I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Sau một khoảng thời gian thì chúng mình cũng đã hoàn thiện xong phần lắp đặt của bộ PC này rồi. Và lát nữa thì mình sẽ chuyển giao lại bộ máy này cho bộ phận giao hàng của Hacom để có thể mang đến cho vị khách hàng của chúng ta. Và các bạn thân mến, bộ PC này rất là phù hợp dành cho các game thủ tầm trung khi mà có đầy đủ cả màn hình nữa. Chính vì thế nếu anh em nào quan tâm đến những cấu hình này thì mình sẽ để toàn bộ link sản phẩm của cả bộ PC này ở phần mô tả của video cho anh em quan tâm nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy những video hay và mang đến cho mọi người một thông tin hữu ích thì có thể ủng hộ chúng mình bằng cách like và subscribe Hacom. Xin chào và mong sớm gặp lại.